Và đặc biệt mình thấy các bạn sử dụng các sản phẩm peel cho những cái vùng bị mụn khác, ví dụ như lưng hoặc là ngực hoặc là trên body cũng rất là nhiều luôn. Và mình xin khẳng định là nó có đem lại hiệu quả. Da của mình hiện nay đang ở trong tình trạng nhạy cảm và mình muốn chứng minh với mọi người là da nhạy cảm hoàn toàn có thể peel được nếu chúng ta chọn được cái phương pháp và chọn được cái sản phẩm đúng. Đây là một sản phẩm rất là xịn và mới ra đời nha. Ok, và đây là da của mình sau khi peel xong. Hi, welcome back. Mình Cam 1988 và đây là YouTube channel của mình. 1988 channel. Hi, cho các bạn nào chưa biết đến mình thì mình tên là Bo, mình làm video về beauty và đời sống. Và thật ra rất là lâu rồi mình không làm chủ đề về peel. Nhưng mà cái thực tế hiện nay các bạn peel rất là nhiều. Các bạn peel ở tại nhà, các bạn peel ở spa, các bạn peel ở bác sĩ. Nhưng mà bản chất các bạn vẫn mắc rất là nhiều sai lầm về cái phương pháp này. Vì vậy mình làm cái video này để trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, là những cái miss mà các bạn rất thường hay sai về cái chủ đề peel. Rồi ok, chúng ta bắt đầu luôn nha. Đầu tiên, cái này là sai. Peeling nó là cái phương pháp sử dụng axit để tẩy da chết cho da. Nhưng mà cái chữ peeling nó chỉ là cái tên của cái phương pháp thôi. Việc các bạn sử dụng toner axit mỗi ngày nó cũng là một cái hình thức peel nhẹ. Nhớ nha, peel không có nghĩa là các bạn phải một tuần hai lần, một tuần một lần. Việc các bạn sử dụng toner axit cũng là các bạn đang peel rồi đó. Cái này là chắc chắn sai nha. Việc các bạn peeling sử dụng các loại AHA khác nhau, ví dụ như là mandelic hoặc là glycolic acid, nó cũng giúp cho tình trạng mụn của các bạn được đỡ hơn. Nhưng mà ở các thế hệ sau này, người ta đã có những cái nhóm hoạt chất peeling giúp hỗ trợ điều trị mụn cho các bạn tốt hơn, ví dụ như là pyruvic acid hoặc là succinic acid. Và những cái nhóm hoạt chất này nó mang lại hiệu quả to lớn hơn nhưng mà với một cái tác dụng phụ thấp hơn. Vì vậy nó được ứng dụng tương đối nhiều ở các sản phẩm sau này. Và ở những cái sản phẩm thế hệ mới thì mình thấy đã áp dụng được những cái hoạt chất này tương đối là nhiều rồi đó. Ở cái vế này là hoàn toàn chính xác nha. Peeling ở tại nhà là các bạn đang peel nông, peel ở trên lớp thượng bì của các bạn thôi. Và tần suất của các bạn sử dụng như thế nào đó là tùy vào làn da của bạn. Nếu như bạn cảm thấy da của bạn nó đang dày sừng, rất dày sừng, bạn hoàn toàn có thể peel một ngày một lần hoặc một ngày hai lần nếu như da của bạn nó đáp ứng được. Có nghĩa là đâu đó một tuần các bạn sẽ peel 14 lần đó. Và mình đã từng áp dụng cái phương pháp này rồi, lúc đó da của mình nó cực kỳ rực rỡ luôn. Nhưng mình chỉ khuyến khích bạn nếu như mà bạn đã hiểu rõ được cái làn da của mình thôi. Còn khi mà các bạn peel ở các spa, các clinic và các bác sĩ thì các bạn có thể peel ở những cái sản phẩm mạnh hơn và nó sâu hơn. Ví dụ như là peel xuống trung bì hoặc là peel sâu hơn nữa cơ. Để làm gì? Để nó kích thích sản sinh và tái tạo nên collagen mới cho làn da. Đồng thời nó sẽ làm cho các nếp nhăn của bạn được mờ hẳn đi. Nhưng những cái phương pháp peel ở những cái spa và clinic lớn như thế này thì cái tác dụng phụ nó để lại nó rất là lớn. Vì vậy cần có những người có chuyên môn như là bác sĩ giám sát các bạn. Nhưng mà hiệu quả nó mang lại trên da đó là cực kỳ tuyệt vời luôn. Và thậm chí các bạn chỉ cần làm một lần trong một năm đó là đủ rồi. Vậy nhớ nha, hai phương pháp này nó hoàn toàn khác nhau. Peeling có nguy hiểm hay không? Thực ra là mình đã trả lời cái câu hỏi này ở phía trên rồi. Thực tế nha, nếu như bạn peel tại nhà, tức là peel nông, những cái sản phẩm bán ở ngoài kia để cho các bạn mua và tự sử dụng tại nhà, thì nó là tương đối an toàn, có thể sử dụng tại nhà. Và như mình đã nói rồi, các bạn canh được đúng cái liều lượng, đúng với lại cái sức chịu đựng của làn da của các bạn thì nó là ok. Đừng mua những cái sản phẩm chuyên dùng cho spa, chuyên dùng cho clinic, phải có sự hướng dẫn của bác sĩ mà tự sử dụng ở nhà thì điều đó lại rất là nguy hiểm. Mình khẳng định lại lần nữa. Vì vậy khi mà mua một sản phẩm gì thì hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng và đồng thời tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn hơn hoặc là những cái người đã có kinh nghiệm rồi để có thể an toàn hơn cho làn da của mình nha. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tutorial peel đơn giản tại nhà luôn nha. Đây, và như mọi người có thể thấy, hiện nay là da của mình vừa mới tiêm meso xong, còn khá là nhiều các chấm đỏ trên da. Có những vùng da thì nó sẽ bị đỏ, chứng tỏ là gì? Da của mình hiện nay đang ở trong tình trạng nhạy cảm và mình muốn chứng minh với mọi người là da nhạy cảm hoàn toàn có thể peel được nếu chúng ta chọn được cái phương pháp và chọn được cái sản phẩm đúng. Rồi, cái sản phẩm hôm nay mà mình sẽ peel cho mọi người coi thử, đây là Medikip One Minute Red Acne Succinic Acid Peel. Đây là một sản phẩm rất là xịn và mới ra đời nha. Sản phẩm này sẽ chứa 21% acid, bao gồm lactic acid. Lactic acid là một cái loại AHA nhẹ dịu, nó sẽ tẩy da chết ở trên bề mặt da của chúng ta, làm trẻ hóa da, thay mới các tế bào da, làm cho da của chúng ta có cảm giác sáng hơn. Trong khi đó, succinic acid và BHA là những cái thành phần mà sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề điều hòa lại tuyến bã nhờn, hỗ trợ kháng viêm các nốt mụn,
làm cho nốt mụn đầu đen của bạn, nốt mụn sưng viêm của bạn được gom còi và được đẩy lên nhanh hơn, và làm cho lỗ chân lông của các bạn được sạch hơn, thoáng hơn. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là chỉ tốn của chúng ta 1 phút để đem lại hiệu quả tối đa ở trên làn da thôi. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu peel luôn. Các step peel rất đơn giản. Đầu tiên là chúng ta có thể làm sạch, sửa rửa mặt hoặc tẩy trang, sau đó sửa rửa mặt cũng được. Sau đó các bạn sẽ apply một lớp toner để cho da khô ráo và chúng ta bắt đầu peel. Mình đã thực hiện các bước đó xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành peel luôn nha. Sản phẩm thì nó sẽ có kết cấu là nó hơi vàng và nó tương đối đặc, nó không có lỏng như nước đâu. Vì vậy khi mà tán ở trên da thì nó cũng sẽ tương đối dễ. Cảm giác của sản phẩm ở trên da là tương đối thoải mái. Độ châm chích thì nó rất là nhẹ so với các sản phẩm peel thế hệ trước, ví dụ như của The Ordinary hoặc là các hãng khác. Vì vậy mình cảm thấy nó rất là dễ chịu. Và trong một phút này thì mình sẽ trả lời cho các bạn thêm một câu hỏi nữa. Peel chỉ áp dụng cho mặt. Thật ra ngay từ những cái câu phía trước là nó đã chứng minh là câu này sai rồi. Nhưng mà đã nói rồi, peel nó chỉ là tên của một phương pháp thôi. Vì vậy bạn muốn áp dụng peel ở vùng nào là tùy bạn và tùy vào nhu cầu của bạn. Và đặc biệt mình thấy các bạn sử dụng các sản phẩm peel cho những cái vùng bị mụn khác, ví dụ như lưng hoặc là ngực hoặc là trên body cũng rất là nhiều luôn. Và mình xin khẳng định là nó có đem lại hiệu quả. Nhưng và một cái khó khăn đó là thật ra lại rất khó để peel những cái vùng chúng ta khó chạm tới, giống như là vùng lưng. Vì vậy sau này nó có các sản phẩm khác ra đời có thể giúp bạn cải thiện được các vết mụn ở những cái vùng mà chúng ta khó chạm đến. Ví dụ như là sản phẩm này, đây là Medicup Brassica Clear Body Mist. Những cái chai body mist mà có khả năng xịt tẩy da chết, hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm mụn trên cơ thể của chúng ta hiện nay rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình thấy Medicup làm một cái chai này nó rất là đáng tiền. Sản phẩm này sẽ chứa AHA, BHA và PFHA giúp tẩy da chết hóa học và từ đây sẽ làm khô cùi mụn của các bạn nhanh hơn. Sika và ure sẽ làm dịu. Niacinamide sẽ hỗ trợ các vết thâm và nhóm hoạt chất acetic sẽ giảm thiểu bã nhờn. Chai dung tích rất là to, thiết kế độ pump cũng rất là tiện lợi luôn, dung tích rất là nhiều và có thể dùng thoải mái. Vậy kết luận của mình là nếu như bạn bị mụn ở những cái vùng khác thì bạn có thể sử dụng những cái chai xịt như thế này để tối đa hiệu quả hơn. Bây giờ là đã hơn một phút rồi và mình sẽ đi rửa nha. Ok, và đây là da của mình sau khi peel xong. Cảm giác thật ra là nó không hề bị khô một tí xíu nào hết. Bên cạnh đó, ở trên da của mình hiện nay nó có một lượng độ ẩm mềm mại, mình rất là thích. Đúng là một cái sản phẩm peel thế hệ sau, chỉ một phút thôi đem lại hiệu quả tối ưu cho làn da. Nó đem lại được những kết quả mình thấy nó khá là tốt. Nói chung đây là một cái sản phẩm khá là đáng thử. Nhưng dù sao nó cũng là một sản phẩm peel. Vì vậy sau khi các bạn peel xong thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái chu trình skincare routine nó phù hợp. Ví dụ như là bạn nên tránh những cái hoạt chất mạnh nếu như da bạn chịu không nổi, ví dụ như là retinol, tretinoin, hoặc các bạn không nhất thiết phải thêm AHA hoặc là BHA làm gì nữa hết. Điều này chỉ làm cho da của bạn kích ứng thôi. Các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm khác, ví dụ như là sản phẩm B5 hoặc là sản phẩm từ rau má, sản phẩm từ niacinamide để hồi phục làn da, đồng thời cấp ẩm và làm cho làn da của chúng ta được mềm mại hơn nha. Và đó mới chính là một cái chu trình skincare routine chuẩn nếu như mà bạn muốn peel. Và nếu như bạn muốn một cái chu trình skincare routine chăm sóc hậu peel mà nó advanced hơn thì mình maybe sẽ để cho một cái video sau nha. Chu trình peel như vậy là kết thúc rồi nha. Một điểm đặc biệt của sản phẩm này nữa đó là nó có một cách sử dụng khác. Bạn có thể chuẩn bị cho mình một thau nước, sau đó là nhỏ 2-3 giọt peel này vào, hòa tan ra để rửa mặt. Với cách dùng này thì các bạn có thể sử dụng mỗi ngày mà không sợ bị tẩy da chết quá mức. Và đây là một phương pháp được sử dụng riêng cho cái sản phẩm này và được ghi ở trên web của hãng luôn. Vì vậy các bạn có thể yên tâm sử dụng theo phương pháp này nha. Nhưng theo quan điểm của mình, nếu mà có một cái cách dùng như thế này thì rất hay, rất hữu dụng và rất là ok nha. Ok, và đó là tất cả những trải nghiệm của mình đối với sản phẩm peel này. Theo mình đánh giá, đây là một sản phẩm peel tốt, một sản phẩm peel chất lượng. Và với thời gian chỉ lưu lại một phút ở trên da và hạn chế châm chích và mang lại một cái hiệu quả cũng tương đối ấn tượng, mình rất recommend các bạn sử dụng cái sản phẩm peel này trong trường hợp nếu như bạn là một người có làn da dầu mụn nè, một làn da dày sừng, hoặc thậm chí bạn là một người có làn da nhạy cảm nhưng mà đang gặp các vấn đề về mụn và bã nhờn, vẫn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này luôn. Chỉ là nếu như bạn có một làn da nhạy cảm thì hãy pat test trước ở một vùng da nào đó và maybe là bắt đầu ở cái ngưỡng từ 15 giây đến 30 giây là nó ok. Sau đó chúng ta sẽ nâng dần lên. Nhưng với một cái sản phẩm chất lượng như thế này thì mình thấy là giá của nó cũng không thành vấn đề, mình thấy là cũng không quá cao. Trong khi nhãn Medicup là một cái hãng cũng tương đối lớn ở bên hàng đấy. Vì vậy đây là một sản phẩm mà các bạn có thể đầu tư nha. Bên cạnh đó nhớ nha, những cái vấn đề cho body, ví dụ như là viêm nang lông hoặc là bạn bị mụn body vân vân, dày sừng body, thì có một cái sản phẩm riêng, đó là Resica Clear Body Mist. Các bạn có thể tham khảo thử sản phẩm này luôn nha.